Việt Nam đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện thông quan hàng hóa. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện thông quan hàng hóa Việt Nam qua các cửa khẩu, nhất là nông thủy sản. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hôm 13 tháng 7 cùng Ủy viên Quốc vụ ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì phiên họp lần thứ 14 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây Trung Quốc theo báo chính phủ. Hai bên nêu ra một số vấn đề tồn tại trong hợp tác như mất cân bằng thương mại, có chiều hướng tăng, ồn tắc hàng hóa ở khu vực cửa khẩu biên giới, tiến độ mở cửa thị trường Trung Quốc cho nông sản Việt Nam và một số dự án hợp tác kinh tế, viện trợ không hoàn lại tại Việt Nam cần đẩy nhanh hơn. Vấn đề giao lưu đi lại giữa nhân dân hai nước còn gặp trở ngại do dịch bệnh. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, nhất là đối với hoa quả mùa vụ, nông thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc. Phó Thủ tướng đề xuất thiết lập luồng xanh rút ngắn thời gian kiểm dịch và thông quan, tiếp tục mở cửa thị trường đối với các loại rau, hoa quả của Việt Nam, tạo thuận lợi để Việt Nam mở văn phòng xúc tiến thương mại tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên và nâng cao hiệu quả tuyến vận tải đường sắt liên vận quốc tế Việt Nam Trung Quốc kết nối với tuyến đường sắt Trung Quốc Châu Âu cùng một số nước. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Trung Quốc mở rộng đầu tư chất lượng cao vào lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam thúc đẩy các hình thức hợp tác mới như thương mại điện tử xuyên biên giới. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, nước này coi trọng quan tâm của Việt Nam về mở rộng xuất khẩu hàng nông thủy sản sang Trung Quốc và đảm bảo thông quan thông suốt tại các cửa khẩu biên giới, sẵn sàng mở, nâng cấp các cặp cửa khẩu theo nhu cầu của hai nước ông vương nghị khẳng định trung quốc sẽ tiếp tục mở rộng thị trường hợp tác với việt nam duy trì ổn định chuỗi cung ứng chuỗi sản xuất hợp tác sâu về hành lang liên vận đường bộ đường biển mới và trao đổi về hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế số thương mại điện tử năng lượng sạch giảm phát thải kết nối cơ sở hạ tầng phía trung quốc cũng nhắc tới việc khôi phục các chuyến bay thương mại giữa hai nước và tiếp nhận lưu học sinh việt nam quay trở lại trung quốc học tập về biên giới lãnh thổ, hai bên nhất trí phối hợp quản lý tốt biên giới trên đất liền, đồng thời tuân thủ nhận thức chung cấp cao về duy trì hòa bình, ổn định trên biển, trong đó có thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam Trung Quốc. Phó Thủ tướng và ngoại trưởng Trung Quốc nhất trí đẩy nhanh đàm phán hiệp định mới về hợp tác nghề cá trong vịnh Bắc Bộ, sớm ký kết thỏa thuận hợp tác về tìm kiếm cứu nạn trên biển và thỏa thuận thiết lập đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh Việt Nam-Trung Quốc cần nỗ lực kiểm soát tốt, bất đồng, không có hành động làm phức tạp tình hình, mở rộng tranh chấp, tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, lớn thứ sáu của Trung Quốc trên thế giới, xét theo tiêu chí quốc gia. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.